Tina kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng nhau làm thêm một loại bánh mới nữa nha các bạn. Đó là bánh tét nhân thịt khoai môn rất là ngon. Đặc biệt hơn là không xào nếp, không ngâm nếp. Cách gói rất là nhanh, gọn lẹ. Và cách làm như thế nào thì ngay bây giờ mời quý vị và các bạn hãy cùng Tina vào thực hiện cách làm bánh tét. Để làm bánh tét nhân khoai môn và thịt thì mình cần có 200 g thịt. Thịt này mình sử dụng thịt ba rọi, người ta cắt sẵn rồi ha. 300 g khoai môn cao mình cắt khúc như thế này. Nếu mà cái bánh tét nó dài thì các bạn cắt khúc dài, còn ngắn thì các bạn cắt khoai môn khúc ngắn ha. Rồi mình cần thêm 80 g tôm khô. Tôm khô này mình đã rửa sạch rồi, rồi sau đó mình ngâm với lại nước ấm cho nó ra bớt cái mặn ha. Với lại khi nấu á, cái tôm khô nó mềm. Tôm khô thì các bạn lựa cái loại tôm khô to đó ha, cho nó ngon. Rồi mình cần thêm hành tỏi phi nữa, cái này á, mình làm sẵn rồi. Chút nữa trong lúc mình làm á, mình sẽ nói chi tiết hơn ha. Rồi mình cần thêm hạt điều. Ở đây á, mình sử dụng 100 g hạt điều khô, không có muối nha các bạn. Nếu không có hạt điều thì các bạn có thể thay thế bằng đậu phộng, đậu đen, đậu đỏ cũng được luôn nữa. Rồi 1/3 muỗng cà phê muối và 1 muỗng cà phê tiêu. Đây là lá chuối. Lá chuối này á, mình rửa thật là sạch. Rồi sau đó mình nấu cho nó dịu bớt lại cho dễ gói ha. Sau đó mình để cho nó ráo nước rồi mình mới lau khô với một chút xíu dầu ha, cho nó bóng với lại nó sạch nữa. Bởi vì lá chuối á, nó có cái phấn đó các bạn, thì mình lau bằng dầu á, nó dễ tróc ra hơn. Ngoài ra mình cần dây cột. Dây cột thì các bạn có thể dùng dây giã như mình, hoặc là dây chuối hộp cũng được. Nhưng mà không có dùng dây ni lông, bởi vì dây ni lông nấu ra nó không có tốt ha. Hồi nãy giờ mình đã nấu sẵn một nồi cơm nếp rồi. Đây là 4 khúc nếp khô ha. Rồi mình vo sạch. Cho vào đây 1/3 muỗng cà phê muối để mình nấu cái xôi cho nó mặn mặn ha. Khi nấu xôi á, thì mình phải nấu cho thật là chín. Xôi không có khô mà không được nhão ha, nó phải vừa. Thì cái mực nước á, chấm với lại cái nếp á, là khoảng 2/3 lóng ngón tay nha các bạn. Hoặc là các bạn có thể ngâm nếp rồi sau đó để ráo, đem cho vô sửng hấp cũng được. Nhưng mà nấu vậy này nó tiện hơn. Nếp này á, mình sử dụng nếp thái ha, hạt dài. Rồi bây giờ mình sẽ ướp cái phần nhân. Cho thịt vô ha. Đây là 200 g thịt ba rọi. Nếu không ăn thịt ba rọi, các bạn có thể dùng thịt thăn cũng được. Rồi, cho muối vô. Khoảng 1/3 muỗng cà phê muối nha các bạn. Rồi 1 muỗng cà phê tiêu, cho nó cay cay, nó ngon ha. Cái lượng muối thì các bạn tùy chỉnh nha. Nếu mà ăn mặn thì các bạn cho muối thêm. Còn nếu như mà ăn dừa thì cho như mình ha. Bây giờ mình sẽ cho vào đây cái hành tỏi phi. Cho vô khoảng 4 muỗng canh hành tỏi phi ha. Hành tím với lại tỏi mình cho chung rồi mình phi một lượt luôn cho nó thơm. Mình làm sẵn một hũ đó các bạn cho nó tiện ha. Khi mình ướp cái gì mình cho vô, hay là ăn hủ tiếu mình bỏ vô một chút nó cũng rất là thơm. Rồi mình trộn đều lên. Cái thịt này người ta cắt mỏng mỏng sẵn rồi, mình làm nó rất là tiện, mà nấu nó cũng mau chín nữa, thay vì mình dùng nguyên một cái thỏi thịt to nấu nó lâu lắm. Còn đây là tôm khô ha. Tôm khô này mình ngâm nước cho nó nở, rồi bớt muối nữa. Tôm khô này rất là ngon, cái loại tôm khô to đó các bạn. Mình mua ở siêu thị Hàn Quốc đó. Rồi bây giờ mình cho hột điều vô luôn. Hột điều này không có muối nha các bạn. Trộn đều ha. Như hồi nãy mà nói không có hột điều thì cho đậu đen, đậu đỏ cũng được, đậu phộng cũng được luôn. Cái khoai môn này mình sẽ nói rõ hơn. Mình dùng cái loại khoai môn cao, củ to nha các bạn. Rồi cái mình bào cái vỏ rồi mình cắt khúc, rửa cho thật là sạch, để ráo nước ha. Cái khoai môn này ăn ngon lắm, thay vì mình dùng đậu xanh thì mình sử dụng khoai môn. Bây giờ mình sẽ cột trước một đòn bánh tét cho các bạn.
xem sơ thôi ha. Xem cho biết trước, rồi chút nữa mình làm thêm một đoạn nữa, mình sẽ nói chi tiết hơn. Nói về cái sợi dây này là sợi dây giải, nó tốt hơn dây ni lông nha các bạn. Trong cái quá trình cột, nếu mà cái sợi dây nó ngắn thì các bạn có thể nối thêm một khúc dây nữa để cho nó đủ ha. Còn quấn nuột thì các bạn không có nên quấn xa quá. Quấn xa quá thì nhìn đòn bánh tét nó không có đẹp, nó không có chắc chắn ha. Còn nếu mà quấn mà gần quá thì nó tốn dây thôi. Cột thì các bạn không có nên cột quá chắc ha, mà cũng không có nên cột quá lỏng. Nó phải vừa vừa tay thôi ha. Đó, vậy là đẹp lắm rồi đó các bạn. Nó gọn gàng, chắc chắn, hai bên cái đầu lá nó không có bị tét, mà cái đầu bánh tét nó đứng nữa. Rồi bây giờ mình làm cái thứ hai ha. Hai cái miếng lá, mỗi miếng là 35cm. Lá không có bị rách nha các bạn. Đó, mình để như thế này nè, cùng chiều với nhau. Hai miếng lá này cùng chiều với nhau ha. Cái bề gân phía dưới ha, còn cái bề không có gân nằm ở trên. Rồi thêm một miếng lá nữa ở trên, nó ngược chiều hai miếng hồi nãy ha. Mình để cái bề gân lên trên. Hồi nãy cái bề gân xuống dưới, bây giờ cái miếng mà có gân lá đó thì các bạn nhớ để lên trên. Để khi mình gói bánh á, bánh nó không có bị dính lá. Các bạn nhớ đừng để miếng lá này nó lộn nha. Nếu lộn á thì khó gỡ bánh ra lắm. Cho nên cái miếng lá này á nó nằm theo chiều của các bạn ha. Cái gân lá đó các bạn. Hai cái miếng dưới á thì nó cùng chiều với nhau. Còn cái miếng lá trên á nó ngược chiều lại ha. Như ở trong hình các bạn thấy đó. Nhớ là cái bề gân á nó nằm ở trên nha. Còn cái bề không gân nó nằm ở dưới. Còn hai cái miếng lá dưới á thì cái bề gân nó nằm phía dưới, không gân nó nằm lên trên. Rồi mình lấy một cục cơm nếp ha, cỡ bằng hai cái nắm tay vậy đó. Rồi cái mình dàn đều nó ra. Mình xin nhắc lại nha, cái cơm nếp á các bạn nấu á không có nên mà khô quá hay là nhão quá ha. Mà khi làm nếp này á thì các bạn đừng có để nó nguội ngắt, là làm nó cũng khó dàn nếp ra lắm nha các bạn. Cái nếp này nó cũng phải còn ấm ấm á, thì dàn nó mới dễ được ha. Chứ nó khi mà nó nguội rồi nó cứng, nó khó dàn lắm. Thì cái số lượng nếp này á, tức là như hồi nãy mình nói á, là 4 khớp. Thì các bạn chia ra làm 3 cục, mỗi một cục là một đòn. Cái số lượng nếp này á, mình chỉ gói được 3 đòn bánh tét mà thôi ha. Thì lá các bạn nhớ như hồi nãy mình nói á, là 35cm nha. Nếu mà muốn gói nhỏ hơn thì các bạn chỉnh cái lá chuối nó nhỏ hơn cũng được. Hay là muốn to hơn thì các bạn cắt cái miếng lá chuối khoảng 40cm cũng được nữa. Thì cái đòn bánh tét nó sẽ bự. Như mình á, 35cm thì nó vừa dưới cái khuôn hấp của mình. Rồi bây giờ mình cho thịt đã ướp vô. Như các bạn đã thấy đó, cái thịt này thịt ba rọi miếng mỏng ha, mình cho vô. Mục đích là cho nó thấm gia vị, với lại khi mình nấu á, mình hấp á, nó mau chín. Nếu mà không ăn thịt ba rọi thì các bạn có thể dùng thịt thăn, nó cũng mềm ngon lắm. Đó, mình cho nó đều với cái nếp này ha, nó ngang với lại cái nếp. Cho vừa thôi, đừng cho nhiều quá. Nếu mà cho nhân nhiều quá cái đòn bánh tét nó to lắm. Rồi cái mình để miếng khoai môn lên. Rồi mình sắp hộp đều lên. Sắp cho nó bằng với lại cái mí thịt đó. Là được. Rồi cái đến là tôm khô. Mình nhắc lại nha, tôm khô á là mình phải ngâm nước sôi cho nó mềm, với lại nó ra bớt cái muối nó mặn đó các bạn. Tôm khô này là tôm khô loại to. Nếu mà các bạn không có tôm khô loại to thì các bạn sử dụng tôm khô nhỏ cũng được nữa. Nhưng mà nó không có ngon bằng. Tôm khô này mình mua ở siêu thị Hàn Quốc đó các bạn. Các bạn sử dụng cái loại tôm khô nào cũng được nha. Rồi bây giờ mình nắm cái mí lá ha. Mình gập cái nếp lại.
Các bạn nhớ là hai cái miếng nếp á, nó phải giao với nhau nha. Nếu mà hai cái miếng nếp mà nó không có giao nhau á, thì bánh nó sẽ lòi nhân ra ngoài nha các bạn. Rồi mình ém cho nó chặt lại ha. Thì cái cách nấu cơm nếp để gói bánh tét á, gói nó dễ lắm. Nó không có hay gì, nếu mà mình ngâm nếp rồi mình gói á, thì nếp nó chạy tới chạy lui. Còn cái này không có, ở đâu nó nằm yên ở đó ha. Mình nắm hai mí rồi cái mình xếp nó lại cho nó gọn gàng vậy nè. Mình vuốt vuốt cho nó đều. Các bạn nhớ là lá chuối nó không được giòn nha. Nếu mà lá chuối nó giòn á là gói nó rách rưới hết trơn, nó khó làm lắm ha. Nếu mà như mà lá chuối nó hơi già thì các bạn nhớ rửa sạch rồi trụng cho nó mềm xuống. Nó mềm xuống rồi lau khô gói nó mới được ha. Hoặc là các bạn đem lá chuối phơi nắng cũng được. Rồi mình lấy cái sợi dây này nè, mình cột chính giữa lại cho nó nằm đâu ra đó ha. Mình cột cái nơ nha, cái nơ đến chút nữa mình rút ra cho nó dễ. Rồi mình lật lên một đầu. Các bạn nhớ là cái nếp phải ém nó, cho nó bít cái nhân lại ở bên phía hai cái đầu bánh nha các bạn. Chứ nếu mà mình không có ém hai cái đầu bánh thì chút nó sẽ cắt ra, sẽ thấy nhân ở phía cái đầu bánh ha. Thì nó không đẹp thôi, chứ mà ăn vẫn ngon. Rồi mình dùng tay ha, mình chặn một đầu lại, mình dựng cái đòn bánh tét lên. Nếu mà thấy lá chuối nó không có bằng á, thì mình tỉa bớt cho nó bằng đến chút nữa, mình dễ xếp. Nó chặn nó xuống vậy ha. Bên này mình xếp lại, bên kia mình xếp lại, xong mình vẽ gập nó xuống là xong. Rồi mình lấy một miếng lá chuối mình xé ra làm hai, nó phải vừa cái đòn bánh tét là được, không có lớn quá hay không có nhỏ quá. Nó dài thì càng tốt, chứ nó không có được ngắn ha. Nó dài thì nó phủ cái đòn bánh tét lại, nhìn thấy nó đẹp hơn. Nếu mà thấy cái miếng lá chuối này nó to thì mình xé ra làm sao cho nó vừa cái đòn bánh tét là được ha. Mình vuốt vuốt cho nó đâu ra đó ha. Rồi mình dùng cái sợi dây á, mình cột lại, hoặc là cái sợi dây thun cũng được, cột thành cái nơ, đến chút nữa mình dễ rút ra. Rồi mình tiếp tục mình dựng cái đầu này lại, rồi mình làm tiếp. Chuẩn bị dây sẵn để mình cột ha. Đó, nó không bằng thì mình cũng phải tỉa cho nó bằng, mình mới dễ xếp lại. Đó, xếp lại như vậy. Rồi cũng để cái miếng lá chuối lên trên giống như hồi nãy đó. Rồi đến công đoạn cột. Mình sử dụng cái sợi dây cho thật là dài ha. Nếu mà nó không dài thì các bạn nối lại cũng chẳng sao. Trước khi mình cột, mình chỉnh cái đòn bánh tét cho nó đâu ra đó, cho nó đẹp ha. Giọng giọng nó vậy nè, cho cái cơm nếp nó dính chặt lại ha. Rồi mình dựng nó lên. Bóp bóp nó coi coi nó có chặt chưa ha. Rồi các bạn để cái đòn bánh tét lên cái cọng dây. Một đoạn dài và một đoạn ngắn. Rồi mình quấn chéo lại. Quấn chéo lại cho nó chặt, chứ khỏi cần cột ha. Đó, cứ quấn chéo nè, đó, quấn chéo như vậy đó. Rồi mình lòn phía dưới, rồi mình dựng nó lại ngược trở trên. Thì cái cọng dây ngắn á, mình sẽ cột lại. Còn cái cọng dây dài á, mình sẽ thắt nó lại thành từng cái nụt của đòn bánh tét ha. Bây giờ mình cắt bỏ hết những cái sợi dây mình cột tạm hồi nãy ha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu tạo nụt cho đòn bánh tét ha. Cái tay cái á, các bạn chặn cái sợi dây lại vòng qua một bên, rồi lòn cái sợi dây qua cái tay cái, rồi rút ngược lên, lòn qua. Rồi kéo ngược nó lên. Kéo ngược nó lên nó mới dễ được, chứ mình kéo xuống nó không có chắc được nha các bạn. Kéo ngược lên rồi kéo ngược xuống. Đó, nó vậy nó mới đâu ra đó được.
cái ngón tay cái là luôn luôn á, kìm cái sợi dây ha. Đó, kìm cái sợi dây như thế này. Rồi lòn qua. Đó, gạch ngược trở lên, rồi kéo nó trở xuống. Làm vậy nó mới dễ. Chứ nếu mà mình kéo xuống á, nó không có đi đâu. Đó, cứ lòn qua như nè. Nhớ là cái ngón tay cái luôn luôn cầm cái sợi dây, kìm cái sợi dây cho nó chắc lại ha. Rồi một tay kia lòn cái sợi dây qua cái ngón tay cái. Rồi á, nếu mà muốn cho nó chắc chắn á, thì gịch ngược lên xong rồi gịch ngược xuống. Giống như là may đồ vậy đó các bạn. Lúc nào cái ngón tay cái cũng phải kìm sợi dây hết. Đó, gịch ngược chiều trở lại rồi gịch ngược xuống ha. Gịch ngược lên xong rồi gịch ngược xuống. Nếu mà thấy hết dây thì thôi. Hoặc là có thể lấy thêm một cọng dây nối lại nữa. Nhưng mà mình dày mình thấy cũng vừa rồi. Thấy không? Mình quấn nó hụt phải không? Lúc này ấy, mình có thể là mình nối dây. Nhưng mà mình thấy nó cũng vừa hết đầu bánh tét rồi. Cho nên mình khỏi cần nối dây. Mình chỉnh lại cho nó đâu ra đó ha. Nhớ là đừng có gịch chặt quá mà cũng đừng có lỏng quá, nó phải vừa vừa thôi. Nhưng mà lỡ gịch chặt quá cũng không sao, chỉ nó không đẹp thôi. Chứ mà nếp này đã chín rồi nên không có cần mà sợ nếp nó không chín ha, bị nín á. Nếp này đã chín rồi, không có sao cả hết ha. Rồi mình cột lại cho nó đâu ra đó là xong. Rồi mình đã gói và cột xong đầu bánh tét rồi đó các bạn. Cái số lượng nếp này mình làm được 3 đòn. Bây giờ mình cho vô sửng để đem đi hấp ha. Vừa đủ cái khuôn luôn. Rất là may mắn. Bánh này mình đem đi hấp, chứ mình không có nấu nha các bạn. Hấp ở nhiệt độ thật là cao luôn. Trong lúc hấp á, mà thấy nó cạn nước thì các bạn châm thêm nước sôi vô ha. Hấp khoảng 1 tiếng rưỡi nha các bạn. Sở dĩ mình hấp 1 tiếng rưỡi là để cho tôm khô nó mềm. Sau 1 tiếng rưỡi nè, bánh đã chín rồi đó các bạn. Khi thấy bánh chín thì mình nhấc cái sửng ra khỏi bếp, rồi để đó cho bánh nguội hoặc là các bạn nhúng vô nước cũng được. Cái bánh này mình để nó nguội qua đêm rồi bây giờ mình bỏ cái dây vào cái phần lá chuối bên ngoài. Sau đó mình cắt ra cho các bạn xem ở bên trong như thế nào. Nếp rất là dẻo, không có sợ bị sượn nữa các bạn. Cái nhân khoai môn á, nó không có bị nát ra mà nó còn nguyên miếng. Mà ăn béo bùi lắm, không có bị sượn. Hột điều, tôm khô nó mềm lắm các bạn, không quá mặn hay không quá lạt. Rồi, mình đã hoàn thành xong cái cách gói bánh tét khoai môn rồi. Đây là loại bánh tét mới nha các bạn. Tina chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần tới.